Tôi là Nguyễn Khắc Minh, chủ tịch người cao tuổi xã Ý Trà Rang. Hôm vừa qua cụ bá ở Linh anh đã chết rồi. Thì trong tuần trước, tuần này tôi xin chuyển xin nhà họ Đức đã thống nhất là và đã cho chuyển cái hàng tháng và cái hộ đây bị chồng bị chồng Trâm Y Chương bị tai biến bị thận, vợ thì bị là huyết áp, con thì con nữa là bị là tàn tật, Đây là bé này bị bị tàn tật đây, bị tàn tật, còn đứa nhỏ học lớp 1, còn chị thì đi trọng bò mướn, nên hoàn cảnh này rất đặc biệt khó khăn, nên tôi cũng mong các nhà hảo tâm và hội hữu đức chuyển cái món quà của bà cái bá Hà Linh qua chỗ hộ này, và các nhà hảo tâm có hưởng ứng và giúp đỡ thêm thì cũng mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cái hộ hoàn cảnh khó khăn đặc biệt này. Tôi xin thay mặt chính quyền địa phương xin cảm ơn hội hữu đức. cô cũng thấy cái hoàn cảnh của gia đình chú Trâm Y Chương thì cũng có trong nhà có 5 người thì hai vợ chồng cũng là bệnh tật và có thêm một người con bị tàn tật và được chị thì đi chăn bò còn em nhỏ thì đi học lớp 1. Thấy cái hoàn cảnh này rất là khó khăn thì cũng xin hồi hạ đất và quý ân nhân nếu mà giúp đỡ thêm cho cái hoàn cảnh này thì cũng xin cảm ơn rất nhiều và chúc quý vị luôn khỏe. Đây là anh Trương, anh chồng đó, anh là bị tai biến, bị thận. Chị đây là chị vợ, chị cũng bị huyết áp, bị bệnh. Đây là đứa con gái lớn thì đi chăn bò hà mướn. Còn đây là đứa bé trai giữa là bị sốt, bại liệt, hồi nhỏ. Đây là bé trai nhỏ, nó học lớp 1, người đồng bào ED. Thì cụ cậu bác Hà Liên là mỗi tháng được 400 ngàn. Thì giờ sẽ cụ bác Liên mất sẽ chuyển qua cho gia đình của anh Thương, Trương. nhưng anh Trương, nhưng mà thấy hoàn cảnh này khó khăn thì quý ân nhân có muốn cho thêm thì hỏi cảm ơn. Chú mới bắt ăn chờ mấy con mua gạo để nuôi con. Để có. Cảm ơn.